chào tất cả các bạn đã quay lại với một cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái dòng đồng hồ nhiệt độ vàng hay nhẫn nết, đó chính là bộ điều khiển nhiệt độ S. Thì hôm nay mình sẽ đi chuyên sâu về cái tài liệu của cái dòng đồng hồ nhiệt độ này, tại vì rất là nhiều khách hàng của mình muốn làm một cái video để hướng dẫn đến cho tất cả khách hàng cách mà mình có thể đọc được cái tài liệu đó, cũng như là mình có thể tìm kiếm được cái nguồn tài liệu đó như thế nào. Thì thông thường á, đối với các đồng hồ nhiệt độ hoặc là các sản phẩm mà thiết bị điện á, thì các bạn nên vào các trang web mà của hãng. Thì cái đồng hồ nhiệt độ S này là do hãng Hanyang Nest sản xuất, cho nên là các bạn vào cái trang web của Hanyang Nest ha, thì các bạn có thể thấy là hanyangnest.com đó. Các bạn vào phần product này, thì các bạn vào trong cái phần mà temperature controller, thì trong cái phần mà đồng hồ nhiệt độ này á, nó có rất là nhiều đồng loại đồng hồ nhiệt độ ha. Nó có đồng hồ nhiệt độ điều khiển cái chương trình, đồng hồ test sốc nhiệt, cái kiểu thông dụng PD. Thì đối với cái loại đồng hồ S của mình á, là cái loại PD này đó, các bạn kích vào cái phần PD đó, thì trong PD nó có rất là nhiều đồng hồ nhiệt độ ha. Mình có thể là mình tìm tìm thì mình sẽ được tới cái mục là S. Đây, đây là cái đồng hồ nhiệt độ S của mình ha, mình nhấp vào đây. Thì không chỉ các tài liệu về manual mà đồng hồ nhiệt độ S nó có rất là nhiều những cái tài liệu khác nữa. Đây, ở đây là cái phần đặc tính của nó, phần manual. Thì manual thì ở đây mình sẽ có một phần user manual. Cái user manual này rất là đặc biệt ha, nó trình bày đầy đủ hết tất cả thông số cách cài đặt như thế nào. Và ở đây nó cũng sẽ có thêm nhiều loại ngôn ngữ. Nó sẽ ở đây mà bên hàng do nó sẽ trang bị cho các bạn là ngôn ngữ tiếng Anh này, ngôn ngữ tiếng Việt này, ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha này. Brochure thì brochure chủ yếu là quảng cáo là chính. Phần két thì đây đối một số cái bên đơn vị mà thiết kế về tủ điện nữa, họ cũng cần những cái bảng mà AutoCAD, cái bảng vẽ mà chi tiết về cái đồng hồ này á, thì các bạn có thể tải những cái file này xuống để các bạn có thể xem ha. Communicate thì đối với cái dòng đồng hồ nhiệt độ S này thì nó không có chức năng truyền thông, cho nên là cái phần communicate á, nó sẽ không có. Và phần certificate thì một số cái chứng chỉ mà cái đồng hồ nhiệt độ S này nó đã được chứng nhận ha, bởi các cái nhà kiểm định. Thì nếu mà các bạn á, khách hàng của các bạn á, cần yêu cầu những chứng chỉ á, thì các bạn có thể tải từ ở trên này xuống, hoặc là các bạn có thể liên hệ cái đơn vị mà các bạn mua hàng á, để cho họ có thể là họ cấp cho bạn cái chứng chỉ đó. Và mình đã sơ qua cái phần mà đặc tính sản phẩm. Trong cái phần đặc tính sản phẩm á, thì đầu tiên á, thì mình phải chọn được cái sản phẩm. Thì đối với cái dòng đồng hồ nhiệt S á, thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 kích thước khác nhau ha. Thì đây các bạn có thể chọn được ha, thì các bạn cần kích thước nào thì các bạn có thể chọn ha. Thông thường thì khách hàng hay sử dụng là nhỏ gọn 48, 48 x 48 ha, hoặc là bạn có thể xài những kích thước lớn hơn, hoặc là kích thước hình chữ nhật nè, kích thước nhật đứng nè, chữ nhật nằm nè. Rồi về cái phần ngoại ra, cái này rất là quan trọng ha. Thì trên tất cả các đồng hồ nhiệt độ của hãng Hanyang á, thì các bạn có thể chọn cái loại ngoại ra. Thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng á, mà mình sẽ chọn cái ngoại ra như thế nào. Như mình nói ví dụ như trường hợp bạn chọn một, đây là có hai ngoại ra chính nè, bạn có thể lựa chọn giữa lấy SR hoặc là Relay ha. Nếu mà trường hợp bạn chọn SR thì bạn có thể xài hai cái loại cảnh báo là tại Relay 1 và Relay 2. Còn nếu mà trường hợp bạn chọn số 2 thì bạn cũng có thể chọn được là ngõ điều khiển chính của mình là SR hoặc là Relay. Nhưng mà đối với cái ngõ ra cảnh báo thì bạn sẽ được thêm một cái Relay nữa ha. Nhưng mà trường hợp lỡ bạn chọn điều khiển chính của mình đó là Relay nha, Relay thôi, thì bạn chỉ còn hai Relay cảnh báo thôi nha. Và cái SR này nó sẽ không có tác dụng ha. Và một B với một C, một B và hai B thì nó cũng giống y chang như là một và hai, nhưng mà nó khác ở một điểm là tại cái relay một là cái relay mà bạn có thể chọn điều khiển chính á, thì nó sẽ là loại firm C. Thì cái firm C là firm gì? Thì firm C nó chính là cái firm là cái ngày cái ngõ đó nó có một NO và một NC ha.
Chứ thông thường nếu mà bạn chọn relay một này á, thì nó là form A, thì form A là chỉ có NO thôi. Và nếu mà bạn đọc một những tài liệu mà bạn có thể thấy là form B á, thì nó là loại NC. Và bạn lưu ý ha, đối với trường hợp form C này nó chỉ cho những cái dòng đồng hồ là S2, S3, 779 là chỉ ngoại trừ trường hợp S4 là không có thôi. Tại vì sao? Tại vì S4 của mình là nhỏ gọn cho nên là cái thiết kế chân của nó không có đủ để cho trên cái form C này. Cho nên là mình phải lưu ý cái trường hợp đó. Và một trong những cái mà mình thấy ở đây nó hỗ trợ cho tất cả các bạn là cái ngõ ra là 4 cho đến 20 mA. Thì một số khách hàng họ sử dụng cái con resistor, cái con SR, ví dụ như là cái dòng TBE của Hanjeon, thì họ không thể nào là họ lựa chọn relay hoặc là SR được, mà họ phải sử dụng là cái là gọi là 420 mA này. Thì đối với những cái dòng mà mình nói thiệt là những dòng mà các bạn mà sử dụng cái phương thức mà điều khiển mà PD á, cái giải thuật PD á, thì mình nên chọn cái tải cái bộ điều khiển công suất của mình là SR, hoặc là mình tối ưu nhất có thể đó là cái 420 mA này. Tuy là cái chi phí mà mình bỏ ra nó hơi cao, nhưng mà cái về cái phần ổn định á, thì nó sẽ rất là ổn định cho mình ha. Nhưng mà dĩ nhiên là có một số cái hệ thống các bạn không cần ổn định lắm, hoặc một số sai số nhất định thì nó cũng không ảnh hưởng đến hệ thống á, thì các bạn có thể tiết kiệm, các bạn chọn là cái loại mà 1 với 2 nè. Rồi thì duy nhất ở trong cái trường hợp á là duy nhất ở cái trường hợp đồng hồ nhiệt này á, thì nó chỉ có loại là từ 100 cho đến 240 V AC thôi ha, nó không có loại là 24 V như một số dòng đồ khác. Rồi nó có một số cái đặc tính thế này ha, thì các bạn có thể xem qua, thì mình sẽ nói sơ về cái menu ha. Thì các bạn vào trong cái phần này nè, các bạn tải cái menu xuống, các bạn sử dụng cái nguồn tiếng Việt cũng được, nhưng mà ở đây thì mình chỉ giải thích cho các bạn là dựa trên nguồn tiếng Anh ha. Thì ở đây mình có tải xuống cái menu của Ad rồi đó. Thì đầu tiên các bạn khi tải xuống cái menu này thì nó sẽ có cái đơn vị mà nó sẽ sản xuất. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái dòng mà để các bạn có thể lưu ý về những đặc tính về an toàn ha, thì các bạn nên nên đọc qua ha. Tại vì những đặc tính an toàn này nó liên quan đến cái chuyện mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này nó cảnh báo như thế nào, các bạn lắp đặt nó ra sao cho nó đúng cái cách của cái nhà sản xuất họ quy định ha. Trường hợp á, nhiều khi á, các bạn cứ nghĩ là cái đồng hồ này á, nó sai sót bởi vì là do cái đồng hồ nó sản xuất không đúng, nhưng mà cũng có thể là do các bạn lắp đặt nó chưa được chính xác và nó chưa được tối ưu lắm, cho nên là các bạn phải xem kỹ lại ở chỗ ngay vấn đề này đó. Rồi mình nói sơ qua cái phần speed code rồi ha, mình sẽ nói về phần input trong cái đồng hồ nhiệt này á, thì nó là multi input. Thì cái multi input này á, nó được được hầu hết là tất cả các dòng đồng hồ nhiệt của Hanjeon nó đều là multi input cả ha. Nó khác biệt so với những hàng khác, những hàng khác là các bạn phải chọn là cái mã đối với cái sản phẩm đó các bạn phải xài là loại K, loại BT hoặc là 420 ha. Nhưng mà đối với đồng hồ Hanjeon các bạn có thể tùy chọn ha, tùy chọn KGBT là những cái cảm biến mà thông dụng nhất hiện tại trên thị trường thì nó sẽ có. Nhưng mà lưu ý nhé, trường hợp mà cái này nó không có một cái ngõ lọt ngõ vào á, mà những đồng hồ khác có là 4 đến 20 mA hoặc 1.5 V. Cho nên là cái dòng đồng hồ này thì chi phí đầu tư của nó rẻ và kinh tế hơn so với những dòng đồng hồ khác của Hanjeon. Rồi cái này là cái tốc độ lấy mẫu tối đa của nó ha. Rồi cái độ chính xác của nó, chính xác thì nói chung nó là rất là ít nếu mà các bạn đáp ứng đầy đủ hết cái những cái tiêu chuẩn ha. Rồi khi mà mình cài đặt á, thì mình cài lên màn hình á, của đồng hồ nhiệt nó sẽ không hiển thị cho các bạn là chữ K rõ như vậy đâu. Thì đây là những cái ký hiệu của nó, và các bạn lưu ý là những cái dải đồng hồ nhiệt độ của nó ha. Cái dải của nó các bạn cần, ví dụ như cái lò của các bạn á, nó hoạt động tối đa bạn nghĩ nó sẽ bao nhiêu độ thì các bạn lên chọn là những loại cảm biến ở trong dải này. Nhưng dĩ nhiên là ví dụ như khi mà cái lò của bạn nó nóng gần cả ngàn độ thì không thể nào mình chọn một cái BTN100 được đúng không? Dù cho mình biết là BTN100 á, thì nó sẽ chính xác hơn so với loại K. Nhưng mà cái dải nhiệt độ của loại BTN100 nó không có đến được cái mức đó, cho nên là mình phải chọn cái lồng hồ nhiệt độ loại K. Thì thông thường á, trên thị trường á, thì mình hay thấy là xài hai loại cảm biến là chính, cảm biến nhiệt độ á nha, thì đó là loại K và loại BTN100. Thì cái loại 2 dây, loại G, loại R, loại T này thì thật ra là rất là ổn định hơn cả loại K đó, nhưng mà về cái giá thành của nó mắc hơn loại K rất là nhiều đó. Cho nên là thường thường á, loại K
và tối ưu nhất là thì chọn là bt trăm, nhưng mà phải so sánh thêm cái giá nhiệt độ nữa. Về cái giải thuật điều khiển đó, thì Hanyon nó sẽ cung cấp cho các bạn là giải thuật điều khiển là BD, điều khiển B và on off. Và thì ở đây chúng tôi có hỗ trợ thêm cho các bạn là về cái giải thuật là BD, BD tự động, có nghĩa là thay vì các bạn lấy những cái thông số BD ở trên các bạn tự do bằng tay đúng không, thì hầu hết á, tất cả các đồng hồ nhiệt độ hiện nay á, thì nó sẽ trang bị cho bạn thêm là cái giải thuật BD tự động. Thì các bạn chỉ cần nhấn hai phím thôi, khi đó cái màn hình ET của mình sẽ xuất hiện và nó sẽ tự động dò cho bạn ha. Khi nào mà hết quá trình đó thì các bạn kiểm tra lại nó đúng không, thì hầu hết á, khi mình thấy các bạn ET xong thì cái lò nhiệt của mình nó rất là ổn định ha. Rồi cái on off á, cái này là on off thì nói chung là rất đơn giản ha. On off thì nếu mà nhiệt độ mà nó bé hơn cái giá trị SV á, thì nó sẽ sao, BV mà nó lớn hơn SV á, thì nó sẽ out ra 0%, có nghĩa là ở đây nó sẽ tắt. Còn trường hợp là BV mà nó bé hơn giá trị SV á, thì nó sẽ bật ra là 100%. Rồi về cái phần history này xíu nữa mình sẽ nói sơ qua cái phần đó. Rồi menu reset, cái menu reset này nó rất là đơn giản ha. Thì các bạn có thể cài đặt nó là ví dụ là theo cái đơn vị là MV, MV là nghĩa nó sẽ bạn out ra là từ 0 tới 100%. Thì các bạn nói chung ở đây các bạn không cài đặt gì phần SV hoặc BV cả, thì bạn sẽ tác động trực tiếp vào cái phần MV luôn là bao nhiêu từ nào. Nhưng mà cũng tùy nha, ví dụ trường hợp SSR và relay thì nó chỉ có 0 và 100%, tức là chỉ có biết được mức là on và off thôi, thì các bạn cài hai mức đó. Còn trường hợp á, các bạn xài mà SSR thì các bạn mới có dao động ở trong khoảng nó từ 0 tới 100% thôi. Rồi điều khiển mình ở đây mình nói là điều khiển nóng và điều khiển lạnh đi ha. Nóng có nghĩa là các bạn điều khiển một đối tượng là ví dụ lo nhiệt đây, thì các bạn chọn điều khiển nóng. Còn nếu trường hợp các bạn điều khiển nguyên cái máy lạnh đi, thì cái máy lạnh là cái chiều hướng của nó luôn theo chiều hướng là nó phải giảm nhiệt độ đúng không, thì các bạn phải chọn là điều khiển lạnh đó. Rồi cái này nó là cái dạng nó ra thôi chứ nó không có cái gì hết. Chung là một số cái thông số này các bạn có thể đọc thêm đó. Rồi cái phần điều khiển pha và điều khiển chu kỳ thì nó kiểu như vậy. À, có biểu đồ rất là rõ ràng luôn rồi. Rồi mình sẽ đi qua cái phần một số cái nút ha, nút nút ha. Thì phần đồng hồ bên đây thì ở phía bên 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 trên của mình á, là cái số 1 là chữ BV, thì cái nơi này nó sẽ là hiển thị cho mình là cái nhiệt độ động ha. Cái số 2 này là giá trị SV, thì nó sẽ hiển thị cho mình là cái giá trị mà mình cài đặt cái nhiệt độ mình mong muốn. Cái số 3 là cái nút lên này này, cái nút lên này nó có tác dụng là tăng cái giá trị cho bạn cài đặt hoặc là di chuyển đến những cái thông số mà bạn cài đặt ha, thay đổi cái màn hình hoạt động. Cái số 4 thì nó cũng tương tự, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó giảm thôi. Cái số cái mà cái nút qua này thì đa số mình thấy trường hợp là các bạn hay là chuyển cái ký tự mà các bạn cài đặt, ví dụ như mình ví dụ trường hợp là bạn đang muốn cài đặt tại thiết số 3 đi, thì bạn nhấn nút qua để nó từ số 1 qua số 3. Nó thông thường là vậy. Cái nút mode là để các bạn vào cái chế các chế độ cài đặt hoặc là các bạn thoát ra khỏi các chế độ cài đặt. Và những cái phần số 7 này là những cái đèn báo ha. Đèn báo hoạt động là AT, là đèn báo là nó dành cho là cái chế độ auto tuning, là tức là dò cái BD tự động của mình. Cái output á, thì nó liên quan đến cái việc là cái trạng thái của cái ngõ ra của bạn á, nó đang là on hay là off. Cái alarm 1, alarm 2 và cái LPA thì nó chính là cái cảnh báo, những cái cảnh báo ha. Thì cái trường hợp mà cảnh báo thông thường á, thì cảnh báo trên, cảnh báo dưới, cảnh báo còn giữa thì nó tương ứng với L1 và L2, nhưng mà có một cái là LPA này. Thì cái LPA này nó là cái từ viết tắt của là lúc red alarm. Thì cái lúc red alarm này nó cũng là một dạng cảnh báo, nhưng mà nó là dạng cảnh báo low risk, có nghĩa là ví dụ như là trong cái thông số cảnh báo bạn cài đặt là 100, ví dụ mình ví dụ là 100 giây đi, thì trường hợp là cái đồng hồ của bạn nó out ra 100%, tức là lúc đó cái relay của mình nó sẽ được bật và dĩ nhiên là cái heater của bạn sẽ nóng lên, nó gia nhiệt đúng không, nhưng mà trong một khoảng thời gian 100 giây đó nó không có gia nhiệt được đó, tức là mình bật out nhưng mà nó cứ off miết, thì sao, thì có nghĩa là lúc đó nó sẽ
Bật cái cảnh báo lên thôi, tại vì là nó sai mà. Rồi, tới cái phần cài đặt. Nói chung ở đây là những phần giải thích, có thể các bạn tập tải cái tài liệu về, mình sẽ chỉ nói những cái phần cơ bản để bạn biết thôi. Thì về phần cài đặt đó, thì mình sẽ có ba, mình thì mình phân theo ba khu vực chính: khu vực màn hình hoạt động, khu vực cài đặt những thông số mà cần thiết đơn giản ha, dành cho những cái cảnh báo thiết lập, và những cái thông số mà đầy đủ cái thông số luôn đó. Thì đầu tiên khi mình bật nguồn lên thì nó sẽ đi vào những cái màn hình này. Các bạn có thể thay đổi từ cái giá trị SVBV sang những cái lượng nó ra ha, bằng cái nút mode này, để mà trường hợp mà các bạn vào cái bảng mà những cái thông số này, như bạn vào SV, bạn vào cảnh báo, thì các bạn chỉ cần nhấn phím mode 2 giây thôi. Nhưng mà để các bạn vào cái bảng thông số lớn thì các bạn phải gì, phải bấm cùng lúc là phím mode và phím qua trong vòng 2 giây ha. Và cái mũi tên này thì nó sẽ hướng vào bạn, ở các bạn về, các bạn muốn về là cái màn hình hoạt động thì các bạn phải bấm là phím mode và phím phím qua ha. Có nhiều trường hợp với khách hàng của mình á, thì khi mà ảnh ảnh cài mà không biết ra là sao á, thì ảnh hay tắt à. Nhưng mà tắt thì trường hợp với các bạn lưu thông số lại thì không nói, nhưng mà trường hợp với cái thông số mà đã nhấp nháy các bạn chưa lưu á, thì khi mà mình tắt ra thì cái thông số của mình cài đặt mới nãy là bị hủy á, nên không có đúng. Rồi mình sẽ giải thích cái ý nghĩa từng của từng thông số cho các bạn hiểu nè. Rồi mình đi vào cái thông số là INB. INB nó là cái thông số là bạn cài đặt nó vào, tức là ở đây bạn sẽ lựa chọn là cái nó vào là cái gì đó. Rồi các bạn lưu ý những thông số mặc định nha. Cái về cái kinh nghiệm của mình là khi mà mình, thí dụ mình lấy một cái đồng hồ nào về mới từ khách hàng á, thì mình đâu có biết khách hàng là họ đang cài đặt như thế nào đâu, thông số nó rất là lộn xộn. Thì đầu tiên mình luôn fix về cái mặc định. Nhưng mà đối với cái đồng hồ AS của mình á, nó không có cái thông số là factory reset, cái chức năng factory reset, cho nên là mình buộc lòng là mình phải fix cái việc đó bằng tay lại đó. Thì cái thông số này là cái thông số ngả vào, cái này là unit, là đơn vị độ C, độ F ha. Các bạn lưu ý phần này ha, thông thường thì Việt Nam thì sai độ C thôi, họ không sai độ F, cho nên một số người, khách hàng ấy, họ cài đặt nhầm sang độ F và họ nghĩ rằng là tại sao nhiệt độ nó không chính xác, thì mình phải xem lại là mình đang cài đặt là độ C, độ F. Rồi cái DB là cái dấu chấm thập phân. Thì cái dấu chấm thập phân này thì bạn có muốn sử dụng hay không đó, thì bạn chọn cái bs. Bs là gì? Bs là bù. Bù ở đây là hàng dòn cho bạn một khoảng rất là lớn, là từ âm trăm cho tới trăm. Thì cái khoản này nó giống như là cái việc là ví dụ khi mình mua cái đồng hồ nhiệt độ về, lúc trước mình lắp cái đồng hồ có âm rong. Âm rong thì đối với cái hiện trạng đó thì nó đo được 37 độ, nhưng mà đối với hang gió nó đo được 35 độ. Thì ở đây mình không có phân biệt được là biết đồng hồ đúng hay sai ha, tại vì mỗi tham chiếu của mỗi đồng hồ khác nhau. Thì nhưng mà nếu mà các bạn muốn giống như cái đồng hồ trước luôn, thì các bạn chỉ cần cài đặt chỗ BS này là 2, để từ 35 cộng 2 lên là bằng 37, giống như cái đồng hồ lúc trước bạn lắp đặt ha. Thì cái chỗ này nó sẽ đồng bộ được hơn cho bạn. Rồi cái filter này, cái filter này là giống như là bạn lọc cái màn hình kết quả của bạn đó. Bây giờ nó nhảy quá nhiều đi, nó sẽ làm cho cái người xem họ rất là khó coi ha. Thì bạn có thể bạn chỉnh cái filter này lên tăng dần ha, đơn vị nó là giây. Rồi cái SLH và SL loud này nè, nó là cái giải cài đặt của bạn, tức là nó là cái giải cài đặt SV của bạn đó. Ví dụ như khi mà bạn chọn loại BT100 hay là loại K đi, thì nó sẽ ứng theo cái giải đó mà sẽ mặc định cái đó ha. Thì bạn có thể bạn chỉnh lại, ví dụ như trường hợp trong nhà máy của bạn hệ thống đo nhiệt của bạn chỉ chạy từ 0 độ tới 100 độ thôi đó. Thì bạn có thể giới hạn lại, trường hợp bạn cài 500 thì nó sẽ tự động chuyển về 100 thôi đó, chứ nó sẽ không gây tình trạng nhiều khi các bạn bấm bị lộn ha. Các bạn bấm không bấm 100 mà bấm 1000 đó. Trường hợp là người ta đề phòng ở chỗ đó cho nên mới xuất hiện cái thông số này. Rồi cái này là cái loại ngõ ra điều khiển. Thì như mình nói các bạn á, trường hợp mà các bạn xài cái mã mà mã 1, mã 2 và mã 1B và mã 2B á, thì nó sẽ cho bạn phép là bạn chọn ở cái ngõ ra chính điều khiển của mày sẽ là relay hoặc là SR, thì bạn sẽ chọn ngay tại chỗ thông số này. Và cái thằng SR đó thì bạn sẽ điều khiển theo điều khiển pha hay điều khiển chu kỳ. Thì cái điều khiển pha hay chu kỳ này, tức là trường hợp mà khi mà cái thông số trên của bạn chọn là SR nha, nó mới được nha. Chứ không bạn chọn relay mà bạn xuống dưới đây là cho nhắn thông số này không có hiển thị.
Đó thì cái pha chu kỳ nó nằm chỗ này ha. Thì đối với điều khiển chu kỳ thì nó sẽ theo chu kỳ ha, thì nó cắt ra. À, ví dụ như đối với đây là một cái chu kỳ nè, thì ảnh ảnh ao này 10% chu kỳ thôi, thì ảnh ao mức này. Còn pha thì nó sẽ cắt theo từng mỗi chu kỳ ha. Tức là cái này thì mình trường hợp này thì mình giả sử đây là một chu kỳ đi, thì bạn điều khiển pha thì như nó bạn muốn điều khiển 50% thì nó sẽ cắt ra, cắt trên một chu kỳ này. Còn nếu mà bạn muốn điều khiển theo kiểu chu kỳ, tức là nó sẽ lấy một chu kỳ là bao nhiêu giây đó, bao nhiêu giây đó thì nó sẽ cắt ra, đó nó sẽ cắt ra và cái nó sẽ có nhiều chu kỳ nhỏ liên tục ở trên một cái chu kỳ lớn. Tức là chu kỳ này là chu kỳ của thời gian, theo thời gian. Rồi tiếp tục là một thông số khác là thông số chu kỳ, chu kỳ điều khiển ha. Thì cái chu kỳ điều khiển này là trái SR, cho chu kỳ này đây. Bạn muốn điều khiển 2 giây hay 3 giây á thì bạn cài đặt ha. Ứng như cái trường hợp này, cái chu kỳ này là bạn cài đặt, cái chu kỳ nó sẽ thu thuộc vào này nè, đây. Chính là cái dải này. Rồi, điều khiển heater cooling ha, đơn giản mới mình giải thích rồi. Rồi, các bạn chọn giải thuật điều khiển, nó ba giải thuật điều khiển. Mình muốn tùy vào mình chọn thôi. Như relay thì bạn chọn nó ok nhất này. SR, SR thì bạn cứ chọn điều khiển BD hoặc là B tùy vào. Những thông số là những thông số về chuyên về PD ha. Rồi cái manual reset này thì nó ứng với nó chỉ có điều khiển B thôi. Bạn chọn điều khiển B thì bạn có thể cài đặt là nó bao nhiêu phần trăm. Hysteresis nó chính là cái nó chỉ là ứng với cái giải thuật là nó thôi. Và hysteresis này nó giống như là một cái của mình, ví dụ như trường hợp bạn muốn điều khiển ở từ 45 cho tới, như bạn xài relay đúng không, mà relay nó đéo ngắt nhiều quá thì nó không tốt, cho nên bạn có thể bạn cài đặt là nó sẽ từ 45 cho tới 50. Khi mà bạn cài cho chị SV là 50 đi thì bạn muốn lên tới 50 thì nó ngắt đúng không, rồi xong khi nhiệt xuống mà lại 49 nó đóng liền thì nó sẽ dễ hư relay, thì bạn có thể cho nó xuống 45 50 bật lên lên lại, thì bạn có thể cài cái này là 5. Không, nó giống như là bạn chỉnh cái độ dao động của cái, nói chung là cái trạng thái mà đóng ngắt của cái relay của bạn á. Rồi BO là cái lượng ngỏ ra khi mà cái cảm biến nó tắt ha. Thường không thường cài không nha các bạn. Thì trường hợp mà cái cảm biến của bạn ngỏ ra của bạn nó bị hỏng á, bạn cài 100 á thì nhiều khi nó bật lên nó nóng hệ thống mình ha, nhưng mà ý là cũng cũng tùy thôi, cũng tùy tùy trường hợp, nhưng mà đối với lạnh thì có thể cũng được, nhưng mà nói chung ở đây thì mình khuyên bạn nên cài bằng không, hồi giờ mình chưa thấy cài lên trăm á, mình nên cài không cho nó an toàn. Rồi về cái relay 1, relay 2, relay 3 thì nó rất đơn giản ha. Cái này là bạn chọn, cho bạn chọn là cái relay của bạn nó thuộc đặc tính nào. Các bạn có thể là không sử dụng, các bạn thể chọn là ở lam 1 và lam 2, các bạn có thể chọn là lúc bếp làm đó thì các bạn chọn ha. Rồi cái thông số cảnh báo này nó chính là cái loại cảnh báo, các bạn có thể chọn cảnh báo cao này, cảnh báo thấp này, cảnh báo ở trong khoảng này, cảnh báo ngoài khoảng này. Rồi cái absolute và cái if lam này nó là một cái tuyệt đối và một cái tương đối ha. Mà tuyệt đối thì sao, cảnh báo tuyệt đối tương đối sao, tuyệt đối có nghĩa là ví dụ như khi mà bạn cài 45 độ, đúng 45 độ bật cảnh báo đó. Còn tương đối có nghĩa là mình ví dụ như bạn cài SV là 50 mà bạn cài cái cảnh báo là cảnh báo cao đúng không, bạn cài thêm cái cảnh báo tương đối là 5 thì có nghĩa là 55 độ nó mới bật cảnh báo, có nghĩa là tương đối ở đây là cái khoảng lệch nó là nếu mà 5 độ thì nó mới bật cảnh báo, còn tuyệt đối thì bạn fit bao nhiêu thì nó sẽ bật bao nhiêu thôi, nó không ảnh hưởng tới giá trị SV, còn tương đối thì nó sẽ ảnh hưởng tới giá trị SV. Rồi chế độ ngủ cảnh báo ha, thì bạn muốn khi mà cái cảnh báo này nó có thông thường là không sử dụng, là bạn muốn giữ cái cảnh báo này hay không. Rồi cái alarm delay time á, thì nó là một cái bạn muốn duy trì cảnh báo đó trong vòng bao nhiêu giây, nếu mà không thì nó sẽ nói chung là khi tức là nó hết trạng thái thì bạn muốn duy trì thì bao nhiêu giây rồi đó, thì ở đây là không tắt cái cảnh báo hay không.
rồi cái giá trị SV bạn có cho thay đổi không, như bạn khóa giá trị SV vậy đó. Rồi ở dưới này là cái cách mà mình lắp đồng hồ ha. Ví dụ như khi mà các bạn, ví dụ mình ví dụ trường hợp là bạn mua một cái con đồ nhật E4 đi, trường hợp sau một thời gian thì nó sẽ bị hư và hết thời gian bảo hành rồi, bạn có thể tháo cái đồng hồ này, cái mặt đồng hồ này ra bằng cách là các bạn lấy cái tôi viết đây, các bạn đưa vào cái khe này, các bạn ấn vào, các bạn lắp cái con đồng hồ mới vào ha. Không chừng chứ nhất thiết bạn phải tháo hết luôn cái đồng hồ này ra và bạn đấu nối lại thì nó sẽ dễ bị sai sót về cái mặt đầu dây. Cho nên là các bạn có thể sử dụng cách này, nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm là tại vì cái nhà sản xuất á và cái người bán hàng ấy họ luôn có một cái tem, thì các bạn tháo ra thì nó sẽ bị là mất giá trị bảo hành đúng không, cho nên là mình phải suy nghĩ đắn đo ha. Nhưng mà thông thường á, cái đồng hồ nhiệt độ ES á, của bên mình cung cấp á, thì nói chung là nó cũng không có bị hư hỏng nó gì nhiều đâu, cho nên là về cái vấn đề mà chất lượng thì mình đảm bảo các bạn, nhưng mà về cái yếu tố bất ngờ á, thì các bạn nên xem xét là mình có nên tháo hay không. Rồi, cái này là sơ đồ đầu nối thôi. Để mình hiểu rõ hơn á, thì bạn có thể download cái tài liệu tiếng Việt về và các bạn có thể đọc nó, chứ này rất là nói chung rất là dài á, và mình nói thì chỉ một số cái thông số cơ bản để cho các bạn hiểu thôi. Thật ra ở đây thì các bạn sẽ không có sử dụng hết thông số này trong này đâu. Quên, những thông số này nè, này là những thông số cài đặt về cảnh báo thôi, chứ không có gì hết. Thông thường á thì các bạn hay xài những thông số như là các bạn cài đặt là input nè, bạn cài đặt cái chế độ cái loại mà ngồi đây điều khiển nè, các bạn đều chu kỳ nè, rồi thuận hay nghịch nè, rồi PD hay là on off nè, đó các bạn cài như vậy và chọn cái cảnh báo. Historic cũng có thể cài nhiều. Con số này thì đa số là các bạn nên để chế độ mặc định hết. Rồi, thì cái video của mình đến đây là nói chung là cũng sẽ kết thúc. Thì trong quá trình mà mình làm thì nó sẽ có bị một số cái sai sót, và mình hy vọng là các bạn có thể đóng góp những cái ý kiến để cho mình có thể hoàn thiện và hoàn chỉnh hơn. Và những cái mà thắc mắc của tất cả các bạn á, thì hy vọng các bạn có thể comment ở bên dưới, các bạn có thể liên hệ mình để mình có thể hỗ trợ cho các bạn về những cái vấn đề mà các bạn đang gặp rắc rối ha. Thì mình chân thành cảm ơn cái sự lắng nghe của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại những cái clip tiếp theo. Hy vọng là các bạn có thể cho mình một like và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.